trông mượt mà hơn đúng không? Giờ mẹ đấy thì suốt con ngày mẹ nhặt cỏ. Con kia đằng kia tôi tia thế bảo con kia là mẹ con này được từ mắt đến tất cả đây. Rồi. Còn chính là con này nói thật là nó hơi đá nai, anh phải nói thật. Đây mới là hàng đặc xịt này. Còn con Tuân nó đứng như là hàng đá nai. Trong lòng tử của nó hình chữ nhật nhìn kỹ thì Tuân biết. Con này to nhỉ? Yeah. Con này con đá nai. Đây mới là hàng đặc. Nó như kiểu nhất di nhì ré, chó thì anh cũng thế, toàn nuôi chó ré, không lai bét biết chứ. Chó đấy mới bảo được. Không phải dắt đi à? Con này lai nhưng mà đi đấy. Cái điểm nào đó biết là nó là ngựa kim, mắt à? Ngựa kim à? Ngựa kim thì chú không cần, như những con này thì không có cái điều gì để nói, nhưng mà nếu là ngựa kim á, chú nhìn cái mõm mà. Là đen này. Rồi. Và cái phần hỏ thịt là nó sẽ bị đen và cái mắt đen nánh. Ừ. Mắt đen xì. Chứ là không có kia thì nhìn biết các thứ. Ừ. Tất cả những cái chỗ hở của nó ra là màu đen. Rồi, ừ, là nó phải không? Đấy, nhưng mà ngựa kim nó sẽ màu đen, chú hiểu đó. Mà mắt nó cũng đen. Nó chỉ cần một yếu tố thôi là nó là chỉ cần mắt phát để biết thì nó cũng đen. Mà chú nhìn cái mõm nó đen xì ngay thì làm sao mà được. Còn cái ngựa đấy bọn anh các chú thì không nói, nhưng bọn anh đứng từ xa bọn anh đã biết nó là ngựa gì rồi. Không, em ngồi trong kia em tia đây, con này được là nó có cái bơm mà ấy à. Chứ con kia nó hơi nhỏ. Không nhỏ, con đấy mới con này nó mới lỏng mới rắn. Cái con này nó nhìn nó bổ bề. Nói chung cái hàng nai thì nói đầu to này là tuổi nó cao được rồi. Ủa con này thì quá đẹp. Thì mẹ nó hăng lắm, anh phải xích chứ nếu mà chạc nó cắn hết. Kìa đấy, cái dây nồi thổ kia nó cắn. Mà nó gặm có khoái để chứ. Xích có tí mà nó gặm lại nó phá để nó phốc. Toàn mẹ hát con khen hay. Cô mẹ là hứng. Buổi tối nha chú nhốt sáng ra xem. Sáng là kiểu gì nó cũng phải phốc một hai phát. Tối phải nhốt tách. Tao mẹ thằng chạy gà của má nhiều thế kìa. Đấy gà. Năm trước chú lên là chỗ đấy chưa có nghìn con đó. Anh em nuôi gà ba nghìn. Ồ, gà ba nghìn con rồi. Thế ngày ra bao ra ba. Có mỗi cái đàn này đang đẻ đâu, con đàn này đúng không? Đàn này nó hơn 2 tháng. Ngày đó được 5-600. Quay nhiều vào cái mắt của nó ấy, chú bộ ạ. Vâng. Vào mắt ấy, chụp nhiều vào bộ mắt.